Ngày 23 tháng 6, cơ quan chức năng huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc và công nghệ G macro khu công nghiệp Bào Bàng và thống nhất tạm thời phong tỏa công ty. Ước tính khoảng 300 người, bao gồm công nhân và các nhân viên của công ty nói trên, được yêu cầu ở lại công ty để lấy mẫu xét nghiệm. Động thái khẩn cấp trên được thực hiện sau khi cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương nhận được văn bản của Công an huyện An Biên tỉnh Kiên Giang thông báo về việc có một trường hợp F1 tự ý bỏ đi khỏi địa phương đến Bình Dương làm việc khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 4. Theo báo cáo của Công an huyện An Biên, LVC, 23 tuổi, quê Kiên Giang nhập cảnh từ Malaysia về nước vào đầu tháng 5 năm 2021, nên được đưa vào trung tâm cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang. Sau đó, trong khu cách ly có trường hợp mắc COVID-19 NNC, được chuyển sang khu cách ly khác và phải tính thời gian cách ly lại từ đầu. Sau tổng cộng 40 ngày cách ly tập trung và được về nhà tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Xe có đến trung tâm y tế địa phương để khai báo, nhưng đến lần lấy mẫu xét nghiệm lần 4, lực lượng chức năng đến nhà mới biết xe đã lên Bình Dương làm công nhân trong công ty trách nhiệm hữu hạn máy móc và công nghệ G macro Xét thấy xe từng ở chung trong khu cách ly tập trung với hai bệnh nhân mắc Covid-19 nên có nguy cơ lây nhiễm cao, cơ quan chức năng của kiên giang đã thông báo tìm kiếm những người từng tiếp xúc gần với xe và thông báo cho công an và lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương. Hiện toàn bộ công nhân, nhân viên công ty trên ngưng hoạt động để chờ kết quả xét nghiệm.